À, em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về những cái chậu kiếm Thái rất là to và khổng lồ. Giới thiệu qua các bác đây là cây kiếm Semipatana. Cái này có bản lá nó cũng phải tầm khoảng hơn 4 cm. 4 cm, 3 cm. Patana này em đấy, cây này những dòng kiếm Thái thì có khả năng đẻ rất là nhiều. Đây, đây là hoa nó này. Đấy, cần hoa cũ nó. Đây là cây Semipatana. Cây này em bán là 700 một thân. Còn mẹ con là 800 các bác. Cái patala này là những một cái cây semi lưỡi phớt đỏ ở dưới, nó gần giống semi dêm nhưng mà thân thủ với hoa nó đẹp hơn nhiều. Đấy, em báo giá sơ qua một cái thân này là mẹ con này. Đấy, thân này mẹ con này là em bán là 800. Đây là mặt hoa của Semipatana. Đấy, nó chỉ phơi. Cái nữa này mới nở nó thế này, hôm nay nó cuộn vào. Nó cuộn vào thì nó chỉ còn để ra một nhúm đỏ thôi. Đấy. 800 một mẹ một con. Các dòng semi của Thái em đều bán là 800 một mẹ một con. Một thân là 700. Đấy, còn xanh Thái thì là 400. Xanh Thái thì chỉ 400 thôi. Đấy, xanh Thái như này một chậu to đúng như này thì 400. Một thân to là 400. Một mẹ một con là 450. Đấy. Những chậu hàng Thái nó khổng lồ như này. Bởi vì kiếm Thái cái sức đẻ nó lớn hơn kiếm Việt Nam. Nên giá cả phải chăng rất là dễ chơi các bạn. Đấy, hai nào hôm nay em có cây Giang Vạn Bảo hay là Hồng Vạn Bảo 800 một thân. Đấy. Giang Vạn Bảo. Giang Vạn Bảo này có một cái bộ củ rất là tròn. Củ như là cây Bicolo, củ rất to. Cái Giang Vạn Bảo này thì em bán là 800. Đấy. Đây là mặt hoa của Giang Vạn Bảo đấy các bạn. Đấy. Hoa này đặc biệt thì trong các loại kiếm lô hội thì chỉ có loại này là thơm nhất và đến mùa hoa thì các cái con bọ đến ăn nhiều nhất. Đây là cây Giang Vạn Bảo này. Trong tất cả các loại thì loại này thơm nhất này. Đấy. Bên ngoài này em có những cái chậu kiếm trắng xích ngọc. Những chậu to khổng lồ như này là 300 một chậu bao ship này. Đấy. Trắng xích ngọc 300 một chậu bao ship. Còn bên này là Hoàng Vũ này. Hoàng Vũ chậu này 3 thân này 1,2 triệu. Còn đây có hai chậu, mỗi chậu em chỉ bán là 750.000 thôi này. Bởi vì có 3 thân nhưng mà rẻ, bởi vì là cái thân tơ thì em tách bán lẻ cho khách là 700 thôi. Đấy. Các bác nào lấy thì em gửi cả chậu 750.000, gửi cả chậu cho các bác. Là hàng chậu trong này. Mình tách đi rồi nó lại đẻ lại các bác. Đấy. Đấy, 750.000. Bên này em vẫn có vàng cánh bầu Hải Phòng, vẫn là 200 một thân. Còn một thân một mầm là 230 bao ship. Vàng cánh bầu Hải Phòng thì em cũng còn khá là nhiều. Còn bên kia là tuyết ngọc. Tuyết ngọc thì 300 đến 350 một thân. Thân nhỏ là 300. Thân to to một tí là 350. Tuyết ngọc thì nhà em còn nhiều. Đây là cánh bầu đó. Còn đây là Hoàng Long Thái. Đây có một cái thân đây 700 một thân. Nhưng đây các bác nhìn thấy đây có một cái thân rất là khổng lồ này. Nhưng mà thân này lá nó lại xấu. Thân khổng lồ lá xấu là em bán là 700. Thân nó rất to. Đây to bằng lắm tay em. Đây các bác cầm bàn tay ra nhất. Nhìn củ không? Như này. Đấy. Quá khổng lồ luôn. Thân nhưng mà lá lại xấu này. 700. Đấy, thân tơ lại 700 này. Và thân bánh kẻ lại 700. Đấy. Đấy, Hoàng Long Thái. Phi điệp thì em đang treo lên để trồng. Đang đợi nó ra mầm để trồng. Treo lên này thì được cái sên không ăn được quá. Ra mầm em trồng. Nên em mới nhập về khá lâu rồi. Cho nên thì sên nó không ăn. Bên kia là Phan Chí Giao Hạt em bán là 70.000 một cốc, còn xanh Huế là 60.000. Ở đây em đang có một chậu tuyết ngọc đang hoa này, 700.000 này. Bác là xích sưu tầm hàng đang hoa, chuẩn mặt hoa thì lấy cây này này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 4 thân, có 700.000 thôi. Đấy, tuyết ngọc đang hoa. Đây vàng cánh bầu đây, khá nhiều chậu.
Đấy, bên này là tuyết ngọc. Những cái thân bé bé này là 300 này. Đấy, bé bé này là 300. Đấy, vàng cánh bầu đây. Bên này thì em vẫn có bán vỏ thông, rêu rừng, dớn vụn và phân dê. Rêu rừng là 35.000 một cân bao ship. Vỏ số 3 là 16.000 một cân bao ship. Vỏ số 2 cũng là 16.000 bao ship. Vỏ số 1 là 15.000 một cân bao ship. Dớn vụn 2.000 một cân bao ship. Chẳng xe học còn đây ạ. Bên trong này thì em có thêm chậu giả gỗ phi 20 này, ăn phụ này. Đấy, cái này 60.000 một cái này. Đấy, các bác lấy từ 100 cái là tính các bác 5.000 thôi. Đấy là phi 20. Còn phi 25 là phi 25 là 800, 8.000 một cái. Các bác lấy từ 100 cái là tính 750. Còn đây là sen 30 này. Đấy, sen 30 nhưng mà lòng nó chỉ 26-27 thôi. Đây, em bán là 14.000 một bao ship. Còn sen 25 là 12.000 bao ship. Sen 25 thì lòng nó chỉ được 22 thôi. 223 đây. Có lan phụ này. Đấy, còn bên trong này là các loại rêu sâu. Đấy, rêu sâu này, lưới đài khoảng 4 mét. Rêu sâu, phân cá hồi. Đấy, cảm ơn các bác.